thi thể trôi dạt trên biển hơn một tuần liền mới được phát hiện. Nhưng khi được tìm thấy thì nó không những đã bị phân hủy mà còn không được tìm thấy nguyên vẹn. Đó là những lời tóm tắt chi tiết và ngắn gọn nhất về nạn nhân ở trong vụ án lần này. Một vụ án đầy thương tâm nhưng cũng rất nhiều điều đáng sợ, cũng như là hồi hộp trong quá trình tìm ra sự thật của các điều tra viên cảnh sát. Vậy hãy cùng mình bước vào video ngày hôm nay để tìm hiểu xem rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án Thế giới. Trưa ngày 7 tháng 5 năm 2005, một ngày nắng đẹp ở quận Thành Xương, thành phố Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến. Ngày hôm nay thật thích hợp để đi ra biển, đặc biệt là đối với những thành phố ở cạnh biển như Bồ Điền. Tuy nhiên thì ở một nơi cách đó không xa, một sự việc mất tích lại đang diễn ra. Trần Chính Đan, 45 tuổi, là một tài xế lái xe cho gia đình họ Lý. Ông chủ nhà là Lý Ngạn Châu đã mất tích từ tối hôm qua đến giờ. Cả nhà đều đã báo cảnh sát, nhưng vì chưa đủ 24 tiếng nên cảnh sát chưa thụ lý vụ án. Ông Đan bước vào trong nhà, bà chủ cùng với hai người con trai lớn đang hối hả gọi điện cho hết người này đến người kia. Ông cũng chẳng biết mình nên làm gì nên chỉ bước ra xe lau dọn một tí. Trong lúc dọn dẹp, chiếc điện thoại của ông chủ cùng với giấy tờ đã được đặt sẵn ở trên ghế sau từ bao giờ. Ngay lập tức, ông Đan đã đem hai đồ vật này vào trong nhà cho gia đình ông chủ xem. Trong thư là một lời căn dặn từ ông Lý Ngạn Châu, nội dung chính là đừng tìm ông ấy. Đến chiều cùng ngày, cuối cùng cảnh sát đã đến và lập hồ sơ vụ việc. Từ khi này, mọi thứ mới bắt đầu. 6 giờ tối ngày 7 tháng 5, đội cảnh sát quận Thành Xương đã có mặt tại nhà ông Lý Ngạn Châu, 56 tuổi, người được cho là đã bỏ đi một cách kỳ lạ. Theo như những gì gia đình ông Châu kể lại, thì sau buổi ăn tối của cả nhà là vào 5 giờ chiều, ông Châu một mình đi lên phòng làm việc và yêu cầu mọi người không làm phiền. Tối đó hai con trai là Lý Địch Ngân, 19 tuổi và Lý Thiên Lỗi, 17 tuổi, ra ngoài đi chơi cùng bạn bè đến khuya mới về nhà. Thấy trong nhà không có ai, hai người nhẹ nhàng bước vào trong phòng, không muốn đánh thức cha mẹ. Còn về vợ của ông Châu, bà Chu Thúy, 42 tuổi, sau khi ăn tối xong thì bà đã được tài xế đưa sang nhà bạn đánh mặt trược. Vì hai vợ chồng đã tách ra ngủ từ lâu cho nên bà Thúy cũng chẳng để ý. Mãi đến sáng ngày hôm sau, khi bà sang phòng gọi thì mới phát hiện chồng không có ở trong phòng. Đến trưa vẫn không liên lạc được, bà Thúy lo lắng gọi báo cảnh sát. Sau đó thì cùng với các con liên lạc với họ hàng trong nhà. Nhưng kỳ lạ là chẳng có một ai biết ông Châu đang ở đâu. Cứ như thể là ông Châu đã bốc hơi một cách kỳ lạ. Trong gia đình, ngoài ba người họ cùng với ông Châu thì còn có một người giúp việc họ Lương và tài xế lái xe, chính là ông Trần Chính Đan. Nhưng ngày hôm đó, ông Đan chở bà Thúy ra ngoài nên người có mặt ở trong nhà duy nhất chỉ còn có bà Lương giúp việc. Cảnh sát đã nhanh chóng hỏi bà Lương về những việc đã xảy ra vào chiều ngày hôm qua. Nhưng bà Lương lại nói rằng đến khoảng 6 giờ chiều thì ông chủ gọi mình lên phòng và nói rằng bà ấy có thể trở về nhà sớm trong hôm nay. Người bán hàng có thể làm chứng vì khi rời nhà bà đã ghé mua rau cách nhà ông chủ 4 km vào lúc 6 giờ 20 phút. Dựa vào những bằng chứng mà người nhà cung cấp, rõ ràng là kể từ 6 giờ tối ngày 6 tháng 5 thì chỉ có ông Lý Ngạn Châu ở nhà một mình và sự biến mất của ông ấy cũng chính là vào khoảng thời gian này. Về bức thư và chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn ở trong xe, ông Trần Chính Đan, tài xế của gia đình cho biết gia đình ông Châu có 2 xe ô tô. Vì ngày hôm ấy ông chở bà chủ bằng xe nhỏ hơn nên khi quay về thì ông chỉ lau dọn chiếc xe nhỏ. Đến hôm nay, ông mới vô tình ra dọn xe lớn hơn thì nhìn thấy. Trong thư, nội dung viết lại rất ngắn gọn, chỉ có một dòng duy nhất là đừng phí sức tìm ta đến lúc ta sẽ quay về. Đối chiếu giữa chữ viết ở trong bức thư với những tờ giấy ở trên bàn làm việc, cảnh sát chắc chắn đây chính là nét chữ của ông ấy. Cuối cùng là điều tra tại phòng làm việc và phòng ngủ. Tại phòng làm việc thì nhìn chung không có gì kỳ lạ. Trong phòng có một kệ lớn đựng rất nhiều sách. Ở trên bàn làm việc là một chiếc máy tính, ở bên trái thì có một chiếc điện thoại bàn, bên phải là ba cuốn sách về kinh tế chồng lên nhau. Ở dưới bàn đặt một thùng rác nhỏ, ở bên trong hầu hết là giấy vụn và rác khô. Bên cạnh đó là phòng ngủ, thông qua với phòng làm việc. Ở trong phòng ngủ thì đơn giản hơn khi chỉ có một cái giường, tủ quần áo và một tủ đựng giày.
Sau khi quan sát kệ giày thì cảnh sát nhận thấy có một vị trí trống, có lẽ là đôi giày mà ông ấy mang ra ngoài. Ví tiền và một số đồ vật như là đồng hồ, áo khoác biến mất. Quan sát tại nhà ông Châu cùng với những gì mà ông Châu để lại, cảnh sát cho rằng ông Lý Ngạn Châu là tự bỏ nhà đi, không phải là một vụ bắt cóc. Vậy nên vụ án cũng đã được dừng lại tại đây. Thế nhưng bà Chu Thúy vẫn còn cảm thấy kỳ lạ, bởi vì trong nhà không xảy ra chuyện gì khiến cho chồng bà buồn lòng, hà cớ gì mà ông ấy lại bỏ nhà ra đi. Nhưng vì tất cả những thông tin hiện tại đều cho thấy rằng ông Châu không gặp vấn đề gì, nên cảnh sát cũng chỉ có thể trở về chỗ làm. Chiều ngày 14 tháng 5, thời tiết tháng 5 càng lúc càng oi bức. Với nhiệt độ như thế này thì ở các bãi biển đã tràn ngập người đến. Lưu Linh, một sinh viên đại học, hôm nay đang cùng với các bạn đến bãi biển ở thành phố Bồ Điền tắm. Vì mọi người đều chưa lên bờ nên Lưu Linh chỉ đành đi về phía bãi đá lớn gần đó, ngồi tránh nắng. Ngay lúc vừa ngồi xuống thì ánh mắt của Lưu Linh đã bị thu hút bởi một vật thể kỳ lạ bị mắc kẹt ở trong bãi đá, cách đó khoảng hơn 10 mét. Tò mò, Lưu Linh lại gần nhìn thử. Cô nhanh chóng hét lớn trong sợ hãi bởi thứ mà cô nhìn thấy là một phần thân dưới bị phân hủy của con người. Nghe thấy tiếng la, nhóm bạn của cô cùng với vài người ở đó liền chạy qua xem. Ngay lập tức, một người bạn của Linh đã gọi điện thoại báo cảnh sát. 4 giờ chiều, ngày 14 tháng 5, cảnh sát thành phố Bồ Điền đã có mặt tại bãi biển. Để giữ hiện trường không bị xáo trộn, các cảnh sát đã lập tức giăng dây phong tỏa. Nửa thi thể được phát hiện thuộc về một người đàn ông, phần cắt không rõ ràng, nhưng nhìn chung là có thể đoán là do vật sắc nhọn như dao gây ra. Dựa trên mức độ phân hủy kết hợp với môi trường và thời tiết hiện tại, cảnh sát phán đoán nạn nhân đã tử vong khoảng hơn một tuần. Trong túi quần của nạn nhân, cảnh sát không tìm thấy được gì ngoài cát và một ít cặn vụn đã bị giã ra của giấy. Ngoài ra, ở trên chân của nạn nhân vẫn mang theo một chiếc giày tây cao cấp, được buộc theo hình nơ rất kỹ. Từ manh mối này, có thể thấy người đàn ông này phải là một doanh nhân hoặc là người ở tầng lớp khá giả. Sau khi tìm thấy nửa thi thể, cảnh sát quyết định sẽ tỏa ra tìm kiếm xung quanh. Đương nhiên là không bỏ qua khả năng nạn nhân bị sát hại ở địa điểm khác rồi vô tình trôi dạt vào trong bờ này. Nhưng dường như mọi thứ đã không quá khó khăn với các cảnh sát. Chỉ 10 phút sau, cách vị trí nửa phần thân trên được tìm thấy khoảng 900 mét, họ nhanh chóng phát hiện ra nửa thân trên đang bị rong rêu và rác thải lấp lại ở mép bãi đá lớn. Dựa trên kích thước và dấu vết của vết thương, cảnh sát xác định đây chính là nửa thi thể còn lại của thi thể kia. Vụ án giết người phân xác đã nhanh chóng được mở ra. Mặc dù thi thể đã được tìm thấy đầy đủ các bộ phận, thế nhưng dưới tác động của thời tiết, nước biển và những vi sinh vật phù du, thi thể bị phân hủy nặng đến mức không thể nhận dạng được danh tính của nạn nhân. Do bị ngâm nước, một số chỗ da chưa phân hủy của người đã khuất nhăn nheo lại, trắng bệch, mất đi sự đàn hồi và bị bong ra. Một số chỗ ở gan bàn tay và bàn chân còn có sự xuất hiện của hiện tượng lột găng và lột bít tất. Thuật ngữ khi mà khám nghiệm tử thi ám chỉ sự lột da hoàn toàn ở hai vùng tay này. Thi thể của người đã khuất đang dần ở trong quá trình xương hóa thi thể, nên nhìn cực kỳ đáng sợ. Lại chẳng thể nào nhận dạng được danh tính của nạn nhân, nên mọi thứ bắt đầu có chút khó khăn hơn. Chính vì điều này, cảnh sát của thành phố Bồ Điền chỉ có thể lật lại những vụ thông báo mất tích dạo gần đây. Và ngay lập tức, vụ việc mất tích của Lý Ngạn Châu đã lọt vào tầm ngắm của họ. Sau khi liên hệ với Chu Thúy, bà ấy được người tài xế tức tốc đưa đến đồn cảnh sát. Vì là hai vợ chồng cũng hơn 20 năm nay, thế nên chỉ cần nhìn sơ qua thì bà Thúy cũng đã biết người nằm đó chính là chồng mình. Không chỉ vậy, chiếc đồng hồ mà bà tặng cho ông ấy nhiều năm về trước vẫn còn được đeo ở trên tay ông. Vốn dĩ là đã sắp tuột ra khỏi tay, nhưng vì mắc vào chỉ của cánh tay áo nên giữ lại được. Như vậy thì nhanh chóng họ đã xác định được thi thể người đàn ông trên bờ biển chính là của Lý Ngạn Châu, 56 tuổi, một doanh nhân ở quận Thanh Xương. Bãi biển Bồ Điền nằm ôm dọc eo của cả thành phố này, thế nên để xác định địa điểm nạn nhân bị bỏ lại là điều rất khó khăn. Thi thể của nạn nhân không có quá nhiều vết thương, tuy nhiên sau khi khám nghiệm, các bác sĩ pháp y đã nhanh chóng phát hiện hộp sọ của nạn nhân có vết nứt lớn ở phía sau, cho thấy đã có một ngoại lực vô cùng mạnh bị tác động vào đầu khi nạn nhân không chú ý.
Và quan trọng là đây chính là vết thương chí mạng lấy đi mạng sống của nạn nhân. Ngoài ra thì ở cổ áo của nạn nhân, cảnh sát cũng tìm thấy vết máu đã khô, dính cứng ở trên áo thun trắng. Trên đồng hồ cũng có cả máu. Nhưng có một điều kỳ lạ đó là dù phần da đã bị bào mòn và phân hủy do nước biển, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy nhiều mảng da bị cháy nắng trầm trọng. Các bác sĩ khám nghiệm cũng thấy thi thể này có nhiều điểm kỳ lạ, bởi thời gian tử vong của nạn nhân đã hơn một tuần và tốc độ phân hủy của một thi thể ở trên mặt đất và dưới mặt nước là hoàn toàn khác nhau. Khi thi thể ở trong nước thời gian lâu như vậy, phần lông tóc, móng tay của thi thể sẽ bị rụng, còn lớp da đầu cùng với lớp thịt bong hoàn toàn, còn trơ xương sọ, các cơ quan nội tạng giữa da phân hủy dần. Nhưng nạn nhân được tìm thấy dù bị phân hủy nặng nhưng vẫn chưa đến mức như ở trên. Nếu đặt trường hợp là do môi trường nước có nhiệt độ khá thấp khiến cho thi thể hình thành một lớp sáp mỡ tử thi, chất adipose, hợp chất hình thành từ chất béo do vi khuẩn phá hủy các mô tạo thành, thì càng không hợp lý, bởi vì thời tiết Bồ Điền dạo này vô cùng nóng nực. Tóm lại, nếu thi thể nạn nhân thực sự bị ngâm ở dưới nước thời gian như vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều tác động khiến cho thi thể phân hủy đến mức chỉ còn lại bộ xương. Cũng có nghĩa là nạn nhân không bị hung thủ vứt xác trực tiếp xuống biển như là cảnh sát nghi ngờ ban đầu, mà là bị vứt ở một địa điểm nào đó có thể bị ảnh hưởng bởi mực nước biển. Sau khi phân tích địa hình ở bãi biển thành phố Bồ Điền, cuối cùng cảnh sát đã đưa ra kết luận như sau. Thi thể của nạn nhân được xác định là không bị hung thủ vứt xuống biển bởi hai lý do. Thứ nhất là theo bản báo cáo khám nghiệm từ pháp y vừa nêu ở bên trên. Thứ hai là do khu vực bãi biển này có người quan sát thường xuyên. Nếu như thi thể ở dưới biển thì thông thường chỉ từ 15 đến 24 tiếng thi thể sẽ nổi lên. Nhưng cuối cùng thì lại mất đến hơn một tuần thi thể mới được phát hiện. Điều này cũng đã khẳng định được nhận định trên. Ngoài ra thì sau khi phân tích địa hình khu vực, hướng gió, mức độ nước biển, lấy vị trí tìm của hai nửa cơ thể làm trung tâm tìm kiếm, nhận thấy chỉ có duy nhất khu vực bãi đá lớn, nơi tìm thấy nửa thi thể trên là nơi có khả năng đã vứt thi thể. Vì vậy, cần nhanh chóng triển khai tìm kiếm thêm. Để thúc đẩy nhanh chóng và chuẩn xác trong quá trình tìm kiếm, một số người dân sống tại bãi biển này đã giúp cho cảnh sát tìm thấy một hang động nhỏ nằm ở trong bãi đá. Theo như tìm hiểu thì khu vực này ít người biết và di chuyển đến do đá trơn trượt. Thêm nữa là thủy triều thường xuyên lên xuống, hai lần trong một ngày nên mọi người cũng ít đến đây. Quả nhiên là đúng như những gì họ nghĩ, sau khi kiểm tra ở sâu ở trong hang đá tại đây thì họ tiếp tục tìm thấy một chiếc giày còn lại của nạn nhân và chiếc ví da mắc kẹt trong khe đá. Ở trong đó là giấy tờ tùy thân, tiền mặt đều đã bị ướt và có phần hư hại của ông Lý Ngạn Châu. Như vậy tạm thời thì việc điều tra hiện trường cũng đã được hoàn thiện 90% với những chi tiết này cùng với những thông tin báo án mất tích của người nhà ông Châu trước đó. Cảnh sát nhận thấy có thể nạn nhân đã hẹn gặp ai đó sau khi ra khỏi nhà. Sau khi sát hại nạn nhân thì hắn đã giấu thi thể của nạn nhân trong hang đá này. Cùng với ánh nắng mặt trời, nhiệt độ trong hang đá và mức độ ngâm nước biển 2 ngày một lần. Như vậy nên tốc độ phân hủy của nạn nhân mới có một số chênh lệch. Việc tiếp theo cần điều tra chính là sau 6 giờ tối ngày 6 tháng 5, ông Châu đã đi đâu, gặp ai và đã xảy ra chuyện gì. Quay lại với gia đình Lý Ngạn Châu, lúc này mọi người ở trong gia đình đều không giữ được bình tĩnh bởi người trụ cột ở trong nhà đã bị sát hại một cách tàn nhẫn. Theo như lời ông Đan, tài xế lái xe và bà Lương giúp việc, ông chủ là người nghiêm khắc nhưng rất tốt bụng. Cả hai đều đã làm việc cho gia đình họ Lý ít nhất cũng trên 10 năm nên họ vô cùng hiểu tính cách của những người trong nhà. Gia đình họ Lý có nền tảng giáo dục tốt, con cái phát triển ngoan ngoãn giỏi giang mỗi ngày nhờ có sự dạy dỗ của cả cha lẫn mẹ. Còn về kinh tế thì vững chãi, tuy nhiên nói thì nói vậy nhưng ai ở trong kinh doanh chẳng có lỗ lãi. Theo như ông Đan thì dạo gần đây ông chủ liên tục đi gặp nhiều đối tác. Mỗi khi lên xe đều tỏ ra mệt mỏi, đặc biệt là trong một tháng gần đây, có một đối tác mà ông Châu gặp rất nhiều. Cảnh sát liền hỏi người tài xế về đối tác ở trên, nhưng ông Đan nói rằng mình chỉ thấy mặt chứ chưa từng nói chuyện hay nghe ông chủ nói về người này. Nhưng hầu như tuần nào, ông chủ cũng gặp anh ta một đến hai lần và đặc biệt là họ chỉ gặp nhau đúng một nơi và lần nào ông chủ cũng bước ra và tỏ vẻ mệt mỏi.
Cho đến hiện tại thì cảnh sát đã điều tra toàn bộ mối quan hệ xung quanh ông Châu, nhưng mọi thứ đều rất tốt. Chỉ duy nhất là những mối quan hệ về công việc của ông ấy là họ chưa thể tìm hiểu hết. Thêm nữa, đây cũng là một vụ án kỳ lạ bởi cảnh sát chưa thể khẳng định hung thủ có quen biết với nạn nhân hay không và bởi động cơ vẫn còn quá nhiều điều mập mờ. Ngày 16 tháng 5, đội điều tra với sự giúp đỡ của ông Dan đã đến nơi gặp mặt thường xuyên của ông Châu và người đối tác. Đó là một nhà hàng cao cấp nằm tại trung tâm thành phố và cũng là nơi những người làm kinh doanh hay chính trị gia thường lui tới. Khi cảnh sát đưa hình ảnh của Lý Ngạn Châu, nhân viên nhà hàng ngay lập tức nhận ra vị khách quen thường đến và cho biết ông Châu hay đến đây cùng với giám đốc Tô, giám đốc công ty tư nhân về ngành kim loại khá nổi tiếng. Tuy nhiên, để gặp ông ấy thì cần phải hẹn trước. Cho dù là cảnh sát đi chăng nữa, nhưng lúc này họ cũng không có bất kỳ bằng chứng nào để bắt buộc ông Tô phải ra gặp mặt. Theo như lời kể của nhân viên nhà hàng, thì vào mỗi tối thứ 3 và thứ 7 hàng tuần, ông Tô cũng sẽ đến đây để gặp đối tác và ông ấy luôn đặt sẵn một phòng riêng trước đó. Ông Châu cũng là một trong số những người đã đến gặp ông Tô. Nhưng có điều là ông Châu phải mất hơn 2 tuần mới có thể gặp được ông ấy. Điều này làm cho các cảnh sát cảm thấy khá kỳ lạ, bởi vì ông Châu, theo như lời của tài xế, thì tuần nào cũng vào trong nhà hàng này một thời gian mới trở ra. Giải thích cho nghi vấn trên, nhân viên nhà hàng cho biết ông Châu phải đợi trước cửa phòng ăn của ông Tô một lúc lâu và họ nhìn thấy dường như là ông Tô không có chút nào quan tâm đến sự xuất hiện của ông Châu lúc đó. Mãi đến dạo gần đây thì ông Châu mới được ông Tô mời vào bên trong, ăn uống, nói chuyện. Nhận thấy sự việc này có chút kỳ, cảnh sát quyết định sẽ đợi tại nhà hàng này để trực tiếp gặp ông Tô vì hôm nay đã là thứ hai. Ngày 17 tháng 5, sau một ngày chờ đợi từ phía cảnh sát, cuối cùng họ cũng đã gặp được giám đốc Tô đang đi cùng với ba người đàn ông khác bước vào trong nhà hàng. Để tránh ảnh hưởng đến việc cá nhân của những người không liên quan, sau khi họ gặp nhau xong thì cảnh sát mới bước lên chào hỏi ông Tô. Khi nhìn thấy huy hiệu cảnh sát, ông Tô tỏ ra vô cùng thoải mái và đồng ý cho cảnh sát đặt câu hỏi cho mình. Khi nhắc đến Lý Ngạn Châu, ông Tô liền quay sang nhìn thư ký, sau đó xác nhận lại lần nữa. Ông Tô cho biết là đã gần 2 tuần nay ông chưa gặp lại ông Châu. Đương nhiên là ông ấy sẽ không thể gặp mặt vì Lý Ngạn Châu thời điểm này đã bị sát hại rồi. Ông Tô tiếp tục kể lại. Hóa ra là công ty của Lý Ngạn Châu đang gặp một số vấn đề về nguồn vốn và ông Châu muốn đến gặp ông Tô cũng bởi vì là muốn ông Tô góp quỹ đầu tư cho mình, hay nói cách khác là kêu gọi vốn. Thế nhưng đối với ông Tô thì công việc kinh doanh của ông Châu chỉ là kinh doanh nhỏ, vậy nên thời gian đầu ông mới không chú ý đến. Nhưng cuối cùng với sự kiên trì của mình, ông Tô mới quyết định gặp nạn nhân. Mặc dù sau đó hai người vẫn không hợp tác với nhau, nhưng ông Tô vẫn giới thiệu đối tác khác cho Lý Ngạn Châu. Sau khi nói xong thì ông Tô khi này mới biết Lý Ngạn Châu đã bị sát hại. Sau vài ba câu dò xét từ phía cảnh sát, họ nhận thấy rằng quả thật ông Tô không có chút liên quan nào đến sự việc lần này. Có vẻ như phía cảnh sát đã quá đa nghi, vậy nên họ nhanh chóng tạm biệt ông Tô rồi rời đi. Trở lại về đồn, cảnh sát lật đi lật lại hồ sơ vụ án nhưng không tìm thấy bất kỳ điểm kỳ lạ nào. Thậm chí là đến động cơ giết người cũng chưa thể xác định được. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, vẫn là nên đến nhà nạn nhân một lần nữa để tìm kiếm xem liệu ông Châu có để lại manh mối gì trước khi rời khỏi nhà hay không. Sáng ngày 18 tháng 3, cảnh sát Trương đã đến nhà ông Châu để tìm hiểu thêm thông tin. Đến trước cửa nhà, người giúp việc là bà Lương đã ra mở cửa cho viên cảnh sát. Vì cả gia đình đều đã ra ngoài có việc, cho nên nhà chỉ có một mình bà ấy. Cảnh sát Trương từ từ tháo giày, sau đó tiến vào bên trong phòng làm việc của ông Châu. Căn phòng vẫn ngăn nắp, sạch sẽ và dù quan sát như thế nào thì viên cảnh sát vẫn không phát hiện thấy điểm kỳ lạ. Tuy nhiên lần này, một manh mối đã vô tình xuất hiện, thật sự là một sự vô tình. Vì không tìm thấy manh mối khả nghi nào nên cảnh sát Trương chỉ đành rời khỏi căn phòng. Tuy nhiên thì ngay khi anh ấy chuẩn bị lùi ra khỏi cửa thì đã va trúng kệ giày và làm rơi một chiếc giày xuống đất. Thấy vậy, theo quán tính, cảnh sát Trương không nghĩ gì mà nhặt nó lên. Tuy nhiên thì ngay lúc cầm chiếc giày ở trên tay, anh ấy lại sực nhớ đến đôi giày tại hiện trường. Dù tất cả đều cùng là giày của ông Châu, cùng size và cùng phong cách, nhưng cách buộc giày lại hoàn toàn khác nhau. Tất cả giày ở trên kệ trong phòng đều được buộc theo kiểu giấu dây.
nghĩa là phần dây thừa ở trên được giấu vào bên trong, nhưng đôi giày tại hiện trường lại được buộc ra phía ngoài và còn được thắt nơ. Đây chính là điểm mấu chốt quan trọng, vì vậy mà cảnh sát Trương đã xuống nhà hỏi bà Lương, người giúp việc. Bà Lương cho biết ông chủ có thói quen là buộc dây giày thì sẽ buộc giấu vào bên trong để nhìn tinh tế và phù hợp với công việc của ông. Ông Châu thường dặn dò điều này khi lên dọn phòng hoặc là lau giày cho ông ấy, bà Lương cũng sẽ sâu dây tỉ mỉ để ông ấy dễ cột lại hơn. Sau khi nhận thấy có điều bất thường, cảnh sát Trương suy đoán với một người cẩn thận như ông Châu lại thêm điều này đã là thói quen nên chắc chắn không có chuyện ông ấy quên hoặc thắt nhầm dây. Và cũng vì vậy, điều này đã nói lên rằng hung thủ thực chất đã xuất hiện ngay từ lúc ông Châu có mặt ở nhà. Vậy là lẽ nào đã có một tên trộm nào đó xuất hiện sau đó giết người cướp của? Thực ra thì cảnh sát cũng có suy nghĩ thoáng qua, nhưng mà nghĩ xem, có tên trộm nào lại rảnh rỗi đến mức giết hại một người tại nhà họ, sau đó phân xác rồi đem đi hàng chục km để vứt xác, rồi lại lau dọn sạch sẽ hiện trường trong nhà hay không? Trừ khi hung thủ là một người quen của nạn nhân, một người rất thân thiết đến mức mà phải tìm mọi cách để tránh được sự nghi ngờ từ phía cảnh sát. Với những phán đoán ban đầu như vậy, cuối cùng thì cảnh sát đã nghĩ đến gia đình nạn nhân bao gồm Chu Thúy, vợ, Lý Đình Ngân và Lý Thiên Lỗi, con, Trần Chính Đan, tài xế lái xe và bà Lương, người giúp việc. Cuộc điều tra về gia đình lại một lần nữa được lật lại. Trước tiên là về người vợ Chu Thúy. Chu Thúy kết hôn với Lý Ngạn Châu đã được 20 năm và có với nhau hai người con trai. Cuộc sống gia đình không có gì tranh cãi và giữa hai người dường như cũng rất ít xảy ra cãi vã. Tuy nhiên thì những năm gần đây vì công việc quá bận rộn, buộc ông Châu phải thức khuya dậy sớm thường xuyên, lo lắng là sẽ ảnh hưởng đến vợ nên ông Châu đành phải dọn sang phòng khác để ngủ. Ngoài điều này ra thì cuộc sống vợ chồng của họ vẫn bình thường. Những ngày rảnh rỗi thì Chu Thúy sẽ giúp làm việc nội trợ, chăm sóc hai con và đi gặp bạn bè. Ngày xảy ra vụ việc, Chu Thúy cũng đã được xác nhận là đã đến nhà bạn để chơi mặt trược. Về phần hai con trai của Lý Ngạn Châu, hai người đều học rất giỏi. Con trai lớn đang học y, còn con trai nhỏ thì cũng sắp tốt nghiệp. Cả hai có tính tình hiền lành, thông minh và cũng chưa bao giờ bị cha trách phạt nặng nề. Tình cảm gia đình giữa họ được đánh giá rất tốt. Vào ngày xảy ra vụ việc, Lý Đình Ngân rủ em trai Lý Thiên Lỗi đến nhà bạn mở tiệc. Vì chơi quá trễ cho nên đến tận 1 giờ sáng cả hai anh em mới trở về nhà. Cuối cùng là người tài xế và người giúp việc trong nhà, ông Trần Chính Đan, trước đây là người làm ở trong nhà ông Châu. Nhưng sau này ông Châu cho ông Đan làm tài xế riêng, một phần vì công việc nhẹ nhàng hơn, thêm nữa là có mức lương tốt hơn để ông Đan chăm sóc cho gia đình ông ấy. Hai người không phải là mối quan hệ ông chủ, người làm, mà là mối quan hệ tri kỷ, bạn bè thân thiết với nhau suốt hơn chục năm trời. Còn về phần bà Lương, bà ấy được Chu Thúy thuê về làm bảo mẫu chăm sóc cho hai con trai mình. Nhưng dần dần, sau khi các con cũng lớn hơn, bà Lương không muốn nghỉ việc nên đã chủ động xin làm giúp việc cho gia đình. Vào ngày xảy ra vụ việc, ông Đan được xác nhận là đi cùng với bà Thúy đến nhà bạn. Còn bà Lương cũng được nhìn thấy ở sạp rau sau khi mọi người rời khỏi nhà thời gian ngắn. Tất cả mọi người đều có bằng chứng ngoại phạm. Nhưng với tình hình hiện tại, cảnh sát cần phải điều tra sâu hơn và kỹ hơn về từng mốc thời gian của họ. Quả nhiên là sự bất ngờ mới nhanh chóng đã xuất hiện. Với hai cậu con trai, cảnh sát đã đến gặp những người bạn của hai người ngày hôm đó và được họ khẳng định chắc nịch rằng cả hai đã ở đó liên tục từ 6 giờ cho đến 12 giờ tối hơn. Sau đó thì mới trở về nhà. Còn bà Lương thì sau khi từ sạp rau về, bà nấu cơm tối cho gia đình, sau đó cùng chồng ra bến xe đón bố mẹ chồng lên vào tối hôm đó. Ngoại trừ gia đình thì hàng xóm và cả nhân viên bến xe đều có thể làm chứng, chỉ riêng hoạt động của bà Chu Thúy là có điều bất thường. Theo như lời kể của một trong số những người bạn chơi mặt trược với bà Thúy tối hôm đó, họ nói rằng quả thật là bà ấy có đến chơi cùng với họ, tuy nhiên thì đến khoảng 7 giờ kém, bà Thúy nhận được một cuộc gọi. Sau khi nghe máy thì bà Thúy ra ngoài nói với tài xế chở đi đâu đó. Rõ ràng là chi tiết này không nằm trong lời khai của Chu Thúy lẫn tài xế Trần Chính Đan trước đó. Tại sao hai người họ lại nói dối? Đồng thời cũng chính ngay lúc này, tại phía điều tra thi thể nạn nhân, sau khi họ phân tích mẩu giấy vụn ở trong túi quần của ông Châu, các bác sĩ giám định pháp y đã tìm thấy một hợp chất thuốc bị trộn lẫn
có tên là esomeprazole sodium. Đây là một loại thuốc được sử dụng để điều trị các bệnh về viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Tuy nhiên thì dựa trên hồ sơ bệnh án trước đó của bệnh nhân, họ nhận thấy nạn nhân không có bất kỳ bệnh nào liên quan đến dạ dày. Và khi kiểm tra toàn bộ những người ở trong gia đình ông thì chỉ có duy nhất bà Chu Thúy là bị bệnh viêm dạ dày. Ngay lập tức, cảnh sát đã lần nữa đến nhà của Lý Ngạn Châu để lấy lời khai của hai người này. Khi họ đến nơi, hai con trai của gia đình họ Lý cũng đang có mặt trong nhà. Nhưng hai người cảnh sát cần gặp mặt thì lại đi đâu đó, rốt cuộc cảnh sát chỉ có thể ngồi đợi. Trong lúc chờ đợi, cảnh sát nhìn thấy cậu con trai út Lý Thiên Lỗi bước ra ngoài, mang giày đi ra vườn. Chú ý vào cách cột giày thì họ nhìn thấy Lỗi thắt theo hình nơ, vậy nên các cảnh sát liền giả vờ buột miệng hỏi thăm dò. Nghe vậy thì Lỗi cười, nói đây là cách buộc mà mẹ chỉ. Và vì họ là con trai thường hậu đậu và hay thắt đại vào nhau nên mẹ họ từ nhỏ đã hướng dẫn cho họ học cách buộc giày như vậy. Chính vì lời nói này lại càng làm cho suy đoán của cảnh sát càng lúc càng thêm chặt chẽ. 10 giờ sáng ngày 19 tháng 5, Chu Thúy bước vào trong nhà, nhìn thấy bà thì cảnh sát chỉ hỏi, các anh đã điều tra được gì rồi sao? Không đợi bà hỏi thêm câu nữa, cảnh sát ngắt lời, hỏi bà ấy về việc bà ấy rời khỏi nhà bạn vào lúc 7 giờ tối. Vừa nghe thấy điều này, bà Chu Thúy ở trên mặt đã tắt nụ cười, bước đến ngồi rồi ngập ngừng giải thích. Tuy nhiên thì bà ấy càng nói thì cảnh sát lại càng có nhiều điểm đáng nghi hơn. Được một lúc, bà Chu Thúy xin phép cảnh sát đi vệ sinh. Nhưng khi đứng lên, bà ấy cầm theo chiếc túi sách khiến cho cảnh sát hết sức nghi ngờ nên liền bám theo. Có vẻ như là không chống đối được nữa, Chu Thúy trốn vào nhà vệ sinh, gọi điện cho ai đó, bảo người kia mau bỏ chạy. Nhưng nhanh chóng đã bị cảnh sát phá cửa xông vào và cắt ngang cuộc gọi. Đầu dây bên kia vẫn chưa tắt máy, tên người nghe vẫn còn hiển thị. Đó là tên Adan, không cần hỏi rõ Chu Thúy. Ngay khi vừa nhìn thấy cái tên này, một cảnh sát đã chạy ào ra phía ngoài sân và bắt Trần Chính Đan vẫn còn đang ở trong xe. Lúc này chẳng ai nói gì, nhưng mọi chuyện đều đã rõ. Hai người Chu Thúy và Trần Chính Đan đã bị cảnh sát đưa ra ngoài trước mặt hai người con trai cùng với người giúp việc. Tại nơi làm việc của cảnh sát, cuối cùng thì cả hai người cũng cúi đầu nhận tội. Nhưng lý do gì mà cả hai lại hành động tàn nhẫn như vậy? Hóa ra, hai kẻ này vốn đã có gian tình với nhau. Dù cả hai đã được ông Châu đối xử rất tốt, nhưng hai kẻ này cũng chẳng phải người biết điều gì. Vào 2 năm trước, kể từ ngày Lý Ngạn Châu chuyển sang phòng riêng, đời sống vợ chồng của hai người cũng đã bắt đầu giảm xuống. Bà Thúy nhỏ hơn ông Châu tận 14 tuổi. Đối với bà ta, độ tuổi này vẫn chưa là độ tuổi được hưởng việc sung sướng về thể xác. Nhưng khi này thì chồng bà ta lại bận rộn và dồn hết tâm sức vào công việc. Còn về Trần Chính Đan, hắn ta vào thời điểm này vẫn còn rất tỉnh táo và thường đưa đón ông chủ và đến nhà gia đình ông chủ ăn uống và ở lại. Chỉ có cuối tuần thì mới trở về nhà với vợ con. Nhưng không ngờ, vì việc hắn được ông Châu cho ở lại nhà này mà đã bắt đầu một mối tình gian díu. Chu Thúy sau nhiều lần tiếp xúc gần hơn khi cả hai ở chung một nhà, đã nhận thấy Trần Chính Đan vẫn còn rất khỏe mạnh, thêm cả tên Đan cũng rất biết chiều chuộng và giúp đỡ, kề cạnh khiến cho bà ta càng lúc càng thích hắn. Đến năm 2004, Chu Thúy trong một lần giả vờ buồn bã nhờ Trần Chính Đan đưa mình ra ngoài dạo chơi và sau đó bắt đầu thả mồi câu dẫn. Trần Chính Đan thời gian dài xa vợ con, lại thêm người phụ nữ ở trước mặt, dù đã hai con nhưng vẫn rất xinh đẹp và sang trọng, khiến cho hắn ta không thể nào kìm lòng được. Cuối cùng thì sau vài lời đưa đẩy qua lại, cả hai đã quan hệ ngay trên chiếc xe mà Trần Chính Đan đưa đón ông chủ của mình. Vốn dĩ là lúc đầu bọn chúng cũng rất lo lắng về chuyện mình đã làm, thế nhưng thời gian dài lại không bị phát hiện. Thêm nữa là ông Châu chỉ lo cho công việc nên mối quan hệ của cả hai càng lúc càng phát triển quá mức. Đến độ Chu Thúy đã mang thai con của tên Đan. Việc này nếu mà đối với một cặp vợ chồng bình thường thì sẽ là tin vui, nhưng đối với hai kẻ này thì cái thai chẳng khác nào là cánh cửa chặn đường lui của bọn chúng. Chính vì vậy mà Chu Thúy và Trần Chính Đan đã quyết định sẽ không cho đứa trẻ ra đời. Tuy nhiên, bọn chúng lại không ngờ là vào tháng 4 vừa qua, Lý Ngạn Châu đã phát hiện ra mọi chuyện, đặc biệt là phát hiện ra giấy khám thai của vợ đã được bà ta giấu kỹ. Nhưng vì thời điểm này còn bận chuyện kinh doanh nên ông Châu chưa muốn nói đến.
Mãi đến tháng 5, sau khi đã nhận được sự giúp đỡ của giám đốc Tô, ông Châu mới quyết định gọi rõ hai người nói chuyện. Vào 6 giờ tối ngày 6 tháng 5, ông Châu cho người giúp việc về sớm, sau đó thì gọi điện cho vợ, nói mình cần nói chuyện. Nghe điện thoại của chồng, Chu Thúy chưa hiểu chuyện gì nên cũng rất vui vẻ, đồng ý trở về. Không ngờ là khi đến nơi thì ông Châu cũng yêu cầu Trần Chính Đan đi vào bên trong. Tại phòng làm việc riêng của ông Châu, cuối cùng thì ông ấy cũng nói ra toàn bộ những điều mà mình biết, vừa tức giận vừa thất vọng. Ông Châu quyết định sẽ ly dị vợ, đồng thời cũng nói ra toàn bộ mọi việc cho gia đình Trần Chính Đan biết. Tên Đan này dù là một gã tồi tệ nhưng lại rất thương con, sợ là nếu như ông Châu nói ra mọi chuyện thì con cái sẽ ghét bỏ mình. Trong lúc thiếu suy nghĩ, hắn đã dùng cây búa ở trong góc phòng tác động mạnh vào sau đầu khiến cho ông Châu té xuống đất, máu chảy khắp nhà. Chu Thúy cũng không ngờ đến hành động này, nhưng vì thấy chồng đã không còn động tĩnh, bà ta sợ hãi cho rằng chồng đã chết và yêu cầu Trần Chính Đan tìm cách để giải quyết cái xác. Trước khi ngất xỉu, dường như ông Châu đã suy đoán được chuyện tiếp theo, nên liền cố gắng vo tròn tờ giấy khám thai của vợ cùng với một viên thuốc dạ dày mà trước đó ông lấy được từ tủ kín của vợ. Lúc đó ông ấy nghi ngờ rằng là thuốc liên quan đến thai sản nên định lấy ra để đối chứng và bỏ vào trong túi. Còn về tên hung thủ, sau khi suy nghĩ một lúc thì cuối cùng tên Đan này nói rằng sẽ phân xác ông chủ ra làm hai để có thể dễ dàng bỏ vào cốp xe, sau đó chở thi thể đến bãi biển Bồ Điền và vứt xác ông chủ vào trong hang đá. Nhưng để tạo dựng hiện trường là ông chủ đã bỏ nhà ra đi. Hắn nói Chu Thúy mặc áo khoác, mang giày và đeo đồng hồ vào cho chồng. Xong xuôi thì hắn bắt đầu chở thi thể của ông Châu rời khỏi nhà. Lúc này Chu Thúy ở nhà cũng lo dọn dẹp sạch sẽ mọi chứng cứ. Còn tên Đan thì sau khi về hắn cũng vội vã lau chùi chiếc xe, đảm bảo không cho một vết máu nào còn dính lại. Còn về bức thư kia, hóa ra vì có thể giả chữ viết, thêm nữa lại biết cách viết của ông chủ nên tên Trần Chính Đan đã giả dạng chữ viết của ông Châu. Hai kẻ này đã thông đồng với nhau qua mặt mọi người, nghĩ rằng kế hoạch đã thành công, nhưng không ngờ cuối cùng chỉ vì thói quen thắt dây giày của mình mà bọn chúng đã bị cảnh sát tóm gọn. Sau khi biết được cha và mẹ mình là hung thủ giết người tàn bạo, những đứa con của cả hai bên gia đình đều không biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào. Đặc biệt là Lý Địch Ngân và Lý Thiên Lỗi, hai người không thể nào cùng một lúc đón nhận nhiều tin dữ. Từ việc mẹ ngoại tình và sát hại cha, sau đó thì còn diễn một vở kịch lâm ly bi đát trước mặt chúng. Cuối cùng, ngay trong ngày xét xử cuối cùng của mẹ, cả hai đều không xuất hiện tại tòa. Chu Thúy lúc này mới cảm thấy vô cùng hối hận và tội lỗi, nhưng giờ thì đã quá muộn màng. Chu Thúy và Trần Chính Đan bị phán tội tử hình và thi hành án vào tháng 7 năm 2005. Nhu cầu và mong muốn của cá nhân là điều mà chúng ta không có quyền can thiệp. Nhưng một khi để cho nhu cầu cá nhân làm ảnh hưởng đến người khác, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng của họ như vậy, là điều không thể nào chấp nhận được. Cho dù là đến cuối cùng, cả hai hung thủ đều hối hận tột cùng, nhưng việc đó thì không thể giúp cho bọn chúng thay đổi được quá khứ và hành động đầy tội lỗi của mình. Trong vụ án ngày hôm nay, người đáng thương nhất có lẽ là nạn nhân và những đứa con của ông ấy. Sau cùng thì không ai có thể cảm nhận được nỗi đau của họ hơn chính họ cả. Còn bạn thì bạn cảm thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn ở trong phần bình luận cho tụi mình biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ An Thế Giới.